Giải thích phẩm xuất đáo thứ 21. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm xuất trú thứ 19. Kinh Phật Bảo Tu Bồ Đề. Ông hỏi đại thừa như vậy từ chỗ nào xuất sinh và đến trú chỗ nào? Phật dạy đại thừa ấy từ trong ba cõi xuất sinh đi đến trú trong trí nhất thiết chủng, vì không hai pháp vậy. Vì cớ sao? Vì đại thừa và trí nhất thiết chủng là hai pháp cùng chung, chẳng hợp chẳng tán, không sắc không hình, không đối đãi, chỉ nhất tướng gọi là vô tướng. Nếu người muốn khiến thật tế xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến như như pháp tánh, bất khả tư nghỉ tánh xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến sắc không xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến thọ tưởng hành thức không xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề. Vì tướng sắc không không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Thọ tưởng hành thức không không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì sắc sắc tướng không, thọ tưởng hành thức không. Nếu người muốn khiến nhãn không xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn ý tí thể thân ý không xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh không xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề. Vì nhãn không không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng, cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì tướng nhãn không cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh, thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh tướng không. Nếu người muốn khiến mộng xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến huyễn, sóng nắng, tiếng vang, bóng, biến hóa xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề. Vì tướng mộng không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Tướng huyễn, sóng nắng, tiếng vang, bóng, biến hóa cũng không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề. Nếu người muốn khiến thí ba la mật xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì sao? Vì tướng thí ba la mật không xuất sinh được ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Tướng giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật không xuất sinh được ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì thí ba la mật tướng không, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tướng không. Nếu người muốn khiến nội không xuất sinh cho đến vô pháp hữu pháp không xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề. Tướng nội không cho đến tướng vô pháp hữu pháp không không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì nội không tánh không cho đến vô pháp hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không tánh không. Nếu người muốn khiến bốn niệm xứ xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì sao? Vì tánh bốn niệm xứ không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì tánh bốn niệm xứ không. Nếu có người muốn khiến bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Vì tánh tám thánh đạo phần không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì tánh tám thánh đạo phần không cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Tu Bồ Đề. Nếu người muốn khiến A-la-hán có chỗ xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến Bích Chi Phật có chỗ xuất sinh, là người ấy muốn pháp vô tướng xuất sinh. Nếu người muốn khiến Như Lai ứng cúng chánh biến chi có chỗ xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề. Tánh A-la-hán, tánh Bích Chi Phật, tánh Phật không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng. Vì cớ sao? Vì tánh A-la-hán không, tánh Bích Chi Phật, tánh Bích Chi Phật không, tánh Phật không.
Nếu người muốn khiến quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo Minh Chi Phật, Phật đạo trí nhất thiết chủng xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh, nói như trên. Kinh Đại Bát Nhã ghi: những người muốn khiến pháp vô tướng có sinh có chủ, thời là muốn khiến các bậc dự lưu có sinh vào đường ác, các bậc nhất lai có sinh lại nhiều lần, các bậc bất hoàn có sinh lại có dục, các bậc đại bồ tát có sinh tâm tự lợi, các bậc a la hán độc giác như lai có sinh lại đời sau. Nhưng không có việc ấy, vì sao? Vì các bậc dự lưu vân vân sinh vào đường ác là không thể có được. Nếu người muốn khiến danh tự là tướng giả danh bày đạt, chỉ có ngôn ngữ xuất sinh, là người muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh, vì sao? Vì danh tự không, không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng, vì cớ sao? Vì tướng danh tự không, cho đến bày đạt cũng như vậy. Nếu người muốn khiến pháp bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịch, vô tác xuất sinh, là người muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh, vì sao? Vì tánh pháp bất sinh cho đến vô tác không xuất sinh từ ba cõi, cũng không trú trong trí nhất thiết chủng, vì cớ sao? Vì tánh bất sinh cho đến vô tác, tánh vô tác không. Tu Bồ Đề, do các nhân duyên ấy, đại thừa từ trong ba cõi xuất sinh, trú không lành động trong trí nhất thiết chủng. Luận hỏi: Phật đã biết điều Tu Bồ Đề hỏi, sau này còn nêu trở lại mà đáp. Đáp: Đại Bát Nhã Ba La Mật có 10 vạn bài kệ, 320 vạn lời, cùng 4 bộ a hàm vân vân, chẳng phải trong một lần ngồi mà nói hết. Lại điều Tu Bồ Đề hỏi trên kia đã đáp hai việc, vì qua ngày khác nên nêu câu hỏi thứ ba mà đáp. Lại nữa, có người nói trong pháp thanh văn không có việc không thể nghĩ bàn, chẳng được trong một ngày một lần ngồi nói hết. Phật giải thoát vô ngại: Bồ Tát cũng có tam muội không thể nghĩ bàn, có thể làm cho thời gian nhiều thành thời gian ít thành thời gian nhiều, cũng có thể lấy sắc lớn làm sắc nhỏ làm sắc lớn. Lại như trong 60 tiểu kiếp nói kinh Pháp Hoa, có người cho đó là từ sáng đến bữa ăn. Hỏi: Sắc hữu hình có thể thấy, thời gian vô hình chỉ có tên, làm sao lấy gần làm xa, lấy xa làm gần được? Đáp: Vì vậy nên nói lực thần thông không thể nghĩ bàn. Như người trong mộng, mộng thấy mọi việc, tự cho là thức tỉnh thấy, trong mộng lại mộng, chuyển như vậy vẫn là một đêm. Vì vậy nên nêu trở lại câu hỏi mà đáp: Đại thừa ấy xuất sinh từ chỗ nào đến trú? Phật đáp: Đại thừa ấy từ trong ba cõi xuất sinh, đến trú trong trí nhất thiết chủng. Hỏi: Đại thừa ấy là Phật Pháp hay Bồ Tát Pháp? Nếu là Phật Pháp, cớ sao từ ba cõi xuất sinh? Nếu Bồ Tát Pháp, cớ sao trú trong trí nhất thiết chủng? Đáp: Đại thừa ấy là Bồ Tát Pháp, cho đến kim cang tam muội, các công đức thanh tịnh, thời biến làm Phật Pháp. Đại thừa ấy có sức lớn, có khả năng đi đến Phật, không còn chỗ hơn để đi đến nữa. Nên nói là chú, thí như lúc kiếp tận, lửa đốt 3.000 đại thế giới. Thí như lúc kiếp tận, lửa đốt 3.000 thế giới, thế lực lớn không còn gì để đốt, nên liền tự tắt. Đại thừa cũng như vậy, dứt hết thảy phiền não, chứa nhóm các công đức, cùng tận gần mé, không còn gì để đoạn, không còn gì để biết, không còn gì để chứa nhóm, để tự quy về tịch diệt. Pháp không hai là vì để dứt chấp trước của các Bồ Tát nên nói. Trong đây Phật tự nói Đại thừa và trí nhất thiết chủng là hai pháp, vì chẳng một nên không hợp, vì chẳng khác nên không tán. Chỗ sáu thức biết điều hư vọng nên không sắc, không hình, không đối là nhất tướng. Hỏi: Trước nói chẳng một nên không hợp, nay cớ sao nói một tướng? Đáp: Trong đây nói một tướng đó tức là vô tướng, không có tướng, thời không có từ phát xuất đi đến Phật đạo, mà vì dẫn dắt hàng phàm phu nên nói một tướng. Thật tế là thật tướng sau cùng của các pháp không ra không vào. Nếu có người cuồng muốn khiến thật tế có sinh ra và đi đến Phật đạo, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng sinh ra, như như pháp tánh pháp tướng nói như trước. Tánh không thể kỹ bàn là có người nói, tức là như như pháp tánh thật tế vô lượng vô biên, tầm số pháp diệt nên nói là không thể kỹ bàn. Lại có người nói quá thật tế niết bàn, lại còn cầu tìm các pháp thật hoặc có hoặc không, ấy gọi là không thể kỹ bàn. Lại nữa, hết thể các Phật pháp không thể suy nghĩ chủ lượng nên gọi là không thể kỹ bàn. Lại có người nói hết thể các pháp
phân biệt suy nghĩ đều đồng tiếng niết bàn, ấy là không thể nghĩ bàn. Nếu người muốn khiến từ trong không xuất sinh, là người ấy muốn khiến cho pháp vô tướng xuất sinh. Trong đây Phật tự nói, tướng năm uẩn không, không thể xuất sinh từ ba cõi, không thể đi đến trí nhất thiết trùng, vì trong năm uẩn, tướng năm uẩn không, 12 nhập cho đến ý và xúc, làm nhân duyên sinh thọ không cũng như vậy. Các thí dụ mộng không, vân vân cũng như vậy, vì tự tướng không có nên không xuất sinh, không có đi đến. Nếu người muốn khiến sáu ba la mật xuất sinh, là người ấy muốn khiến pháp vô tướng xuất sinh. Vì cớ sao? Vì sáu ba la mật do nhân duyên hòa hợp nên không có tự tánh, tự tánh không có nên không. Vì hàng Bồ Tát chấp trước sáu ba la mật bị đọa vào tà kiến, nên vì họ mà nói không, 18 không cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Hỏi, sáu ba la mật có đạo, có tục, có thể chấp trước nên có thể nói không. Còn sáu ba la mật xuất thế gian và 17 phẩm cho đến 18 pháp không chung, không chấp trước, cớ sao nói không? Đáp, các Bồ Tát chưa dứt hết lậu hoặc, do lực phước đức và trí tuệ nên thực hành pháp ấy. Hoặc còn thủ tướng mà ái trước, còn pháp phàm phu hư vọng điên đảo, pháp ấy từ pháp phàm phu sinh, làm sao vậy? Vì vậy nên Phật nói pháp ấy cũng không, để ví dụ pháp vô tướng. Đại thừa đây tức là vô tướng, vô tướng làm sao có ra có đến? Các pháp đều không, chỉ có tướng nên gọi giả danh vũ ngôn. Này tên gọi cũng không, để ví dụ trong vô tướng đệ nhất nghĩa không, không thể có được. Còn trong pháp thế tục thì có tướng, tướng và nghĩa của tên gọi, vân vân, giả danh như trước nói. Dùng pháp như vậy, từ ba cõi xuất sinh đến trú trong trí nhất thiết trùng, chẳng phải là thật pháp, cũng không lay động. Kinh Tu Bồ Đề, ông vừa hỏi đại thừa ấy trú chỗ nào? Tu Bồ Đề, đại thừa ấy không chỗ trú. Vì sao? Vì hết thảy pháp không có tướng trú. Đại thừa nếu trú, không trú, pháp trú. Tu Bồ Đề thì như pháp tánh chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, không khởi không làm, chẳng phải trú, chẳng phải không trú. Tu Bồ Đề, đại thừa ấy cũng như vậy, chẳng phải trú, chẳng phải chẳng trú. Vì cớ sao? Vì tướng pháp tánh chẳng phải trú, chẳng phải chẳng trú. Vì cớ sao? Vì tướng pháp tánh, tánh không, cho đến tánh vô tác, tánh vô tác, tánh không. Các pháp khác cũng như vậy. Tu Bồ Đề, do các nhân duyên ấy, đại thừa không có chỗ trú, vì pháp chẳng trú, pháp chẳng động vậy. Luật hỏi, trước nói đại thừa ấy, đến trú trí nhất thiết trùng, không còn pháp hơn, có thể đi đến. Sau này lại nói đại thừa ấy không có chỗ trú. Đáp, trước nói là do pháp không bất nhị nên nói trú như huyễn như mộng, tuy có ngồi, nằm, đi ở mà chẳng phải thật là ở. Bồ Tát cũng như vậy, tuy nói đến trú trong trí nhất thiết trùng cũng không có trú nhất định. Trong đây, Phật tự nói hết thảy pháp, từ xưa nay không có tướng trú, làm sao riêng đại thừa có trú? Nếu có trú, trú ở pháp rốt ráo không? Thí dụ như pháp tánh, pháp tướng, thật tế, chẳng phải trú, chẳng phải chẳng trú, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng khởi chẳng làm. Chẳng trú là chẳng trú nơi tự tướng, chẳng phải chẳng trú là chẳng trú nơi dị tướng, chẳng trú là nói không để phá có, chẳng phải chẳng trú là nói theo lẽ thế tục phương tiện có trú, chẳng trú là nói vô thường để phá tướng thường, chẳng phải chẳng trú là phá tướng đoạn diệt. Trong đây Phật tự nói pháp tánh tướng không. Vì sao? Vì tự tướng không, cho đến không khởi, không làm các pháp khác cũng như vậy. Kinh Tu Bồ Đề, ông hỏi ai sẽ cưỡi đại thừa ấy ra đi? Không có người cưỡi đại thừa ấy ra đi. Vì sao? Vì đại thừa và người đi ra, pháp, sở dục và lúc đi ra, hết thảy pháp ấy đều không có. Nếu hết thảy pháp không có, thời dùng pháp gì đi ra? Vì sao? Vì ta không thể có được, cho đến kẻ biết, kẻ thấy không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Tánh không thể nghĩ bàn không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Năm uẩn, 12 nhập, 18 giới không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thí ba la mật không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Cho đến bát nhã ba la mật không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Nội không không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Cho đến vô pháp, hữu pháp không không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Bốn niệm xứ không thể có được, cho đến 18 pháp không chung không thể có được, vì rốt ráo thanh tịnh. Tu Đà Hoàn không thể có được, cho đến A-la-hán, Bích Chi Phật,
Bồ Tát Phật không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh, Tu Đà Hoàn quả cho đến A La Hán quả, biết chi Phật đạo, Phật đạo chỉ nhất thiết chủng không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, không khởi không tác, không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, sinh trụ diệt không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Tăng giảm không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Pháp gì không thể có được nên không thể có được. Pháp tánh không thể có được nên không thể có được. Như như thật tế, vì tánh không thể nghĩ bàn. Pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thí ba la mật không thể có được nên không thể có được. Cho đến bát nhã ba la mật không thể có được nên không thể có được. Nội không không thể có được nên không thể có được. Cho đến vô pháp, hữu pháp không không thể có được nên không thể có được. Bốn niệm xứ không thể có được nên không thể có được. Cho đến 18 pháp không trùng không thể có được nên không thể có được. Tu Đà Hoàn không thể có được nên không thể có được. Cho đến Phật không thể có được nên không thể có được. Tu Đà Hoàn quả không thể có được nên không thể có được. Cho đến Phật đạo không thể có được nên không thể có được. Chẳng sinh chẳng diệt, cho đến chẳng khởi chẳng làm không thể có được nên không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề sơ địa không thể có được nên không thể có được. Cho đến địa thứ 10 không thể có được nên không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Thế nào là sơ địa cho đến địa thứ 10? Đó là càn tuệ địa, tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạt địa, đi dục địa, dĩ tắc địa, biết chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật địa. Trong nội không, sơ địa không thể có được. Cho đến trong vô pháp hữu pháp không, sơ địa không thể có được. Trong nội không cho đến trong vô pháp hữu pháp không, địa thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 không thể có được. Vì sao? Tu Bồ Đề sơ địa chẳng phải được, chẳng phải chẳng được. Cho đến địa thứ 10 chẳng phải được, chẳng phải chẳng được vì rốt ráo thanh tịnh. Trong nội không cho đến trong vô pháp hữu pháp không, thành tựu chúng sinh không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Trong nội không cho đến trong vô pháp hữu pháp không, tịnh Phật độ không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Trong nội không cho đến trong vô pháp hữu pháp không, năm mắt không thể có được vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát do hết thảy các pháp không thể có được, nên cưỡi đại thừa đi ra đến chú trí nhất thiết chủng. Luận. Luận giả nói, thực hành đại thừa ấy đến bên Phật đạo xuất sinh, tại sao thành tựu nên gọi là xuất sinh. Lấy đại thừa ấy thành tựu trí nhất thiết chủng ấy gọi là xuất sinh. Trong đây Phật tự nói nhân duyên của không, thừa là sở dụng của sáu ba la mật. Pháp là các pháp từ bi phương tiện vân vân không nhiếp vào sáu ba la mật. Người xuất là Bồ Tát, ba pháp ấy đều không. Trong đây Phật lại nói nhân duyên, ngã không thể có được, cho đến kẻ biết kẻ thấy không thể có được vì rốt ráo không. Năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, thí ba la mật, cho đến 18 pháp không trung, Tu Đà Hoàn cho đến trí nhất thiết chủng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, cho đến ba đời, ba tướng tăng giảm, vân vân, ấy gọi là pháp không. Ngã cho đến kẻ biết kẻ thấy, Tu Đà Hoàn cho đến Phật, ấy gọi là chúng sinh không. Hỏi, có hai thứ không thể có được, một là có pháp và trí tuệ ít nên không thể có được, hai là có trí tuệ lớn, suy tìm không thể có được. Đây chỉ thứ không thể có được nào? Đáp, vì pháp không có nên không thể có được, tức thì không có được thứ hai. Hỏi, thế thầy pháp gốc ngọn không thể có được thì có lợi ích gì với người? Đáp, trong đây Phật tự nói rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo là nếu hành giả nương không mà phá có, đối với có được thanh tịnh, đối với không chưa thanh tịnh vì có nương dựa. Trong đây Phật tự nói nhân duyên không thể có được, chúng sinh không thể có được, hết thảy pháp không thể có được, thí như 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 pháp tánh thật tế vân vân, cho đến chẳng khởi chẳng làm không thể có được. Lại nữa, vì 18 không nên pháp tánh không thể có được, cho đến chẳng khởi chẳng làm. Trong 18 không không có sơ địa, cho đến địa thứ 10, không có thành tựu chúng sinh, không có tịnh Phật quốc độ. Không có năm mắt, vì 18 không nên không, vì rốt ráo thanh tịnh nên không thể có được. Bồ Tát dùng pháp không thể có được làm phương tiện, mà cưỡi đại thừa đi ra đến trú trong trí nhất thiết chủng. Hết cuốn 50 theo bản Hán.